Trời, cha đã già rồi, lòng con ghi khắc đời đời ơn cha. Trời xanh biển rộng bao la, làm sao sánh được tình cha. Vang rơi lòng con nghẹn ngào, thương cha cả đời vất vả gian nan, mình cha lo lắng kêu mang, mẹ con mất sớm dở dang, bao gian khổ cha vẫn không màng. Còn nhớ ngày xưa mỗi khi chiều về, cha con nô đùa công trước nhà sau, hàng tre khóm chúc vườn dâu, sợ con vấp ngã con đau, cha ân cần nói dặn từng câu. Cha thay mẹ dù con vào lòng trời đông buốt giá, lúc ốm lúc đau một mình cha, nắng mưa dãi dầu ôm con vào lòng mắt lệ đẫm sâu. Chiều xuống dần trôi mà nghe chạy lòng, thương cha đứng còng tóc đã bạc phai, thầm than số kiếp oan ai, trời gieo chi nỗi đắng cay, hay chỉ là phận số an bài. Còn nhớ ngày xưa mỗi khi chiều về, cha con nô đùa công trước nhà sau, hàng tre khóm chúc vườn rau, sợ con vấp ngã con đau, cha ân cần nói dặn từng câu. Thấy mẹ dù con vào lòng trời đông buốt giá, lúc ốm lúc đau một mình cha, nắng mưa dãi dầu ôm con vào lòng mắt lệ đẫm sâu. Chiều xuống dần trôi mà nghe chạy lòng, thương cha lưng còng tóc đã bạc phai, thầm than số kiếp oan ai, trời gieo chi nỗi đắng cay, hay chỉ là
phận số an bài. Thầm than số kiếp oan ai, trời gieo chi nỗi đắng cay, hay chỉ là phận số an Trộm. Thưa gia đình tang quyến, kính thưa các vị vị hiếu di vi lai, thưa ban nhạc tang, kính thưa toàn thể cán bộ nhân dân xóm 1, xóm 2, nhận được tin báo buồn của gia đình cụ Nguyễn Viết Trộm, cụ sinh ngày mùng 1 tháng 6 năm 1927. Thời gian qua, do tuổi cao sức yếu, mặc dù đã được thầy thuốc, gia đình tận tâm chăm sóc cứu chữa, song cụ không qua khỏi. Cụ trút hơi thở vào hồi 17 giờ 5 phút ngày 28 tháng 8 năm 2021, tức là ngày 21 tháng 7 năm Tân Sửu, cụ hưởng thọ 97 tuổi. Cụ mất đi, gia đình mất một người thân yêu đáng kính trọng. Họ tộc mất một thành viên tích cực, xóm làng mất một công dân. Song tạo hóa ở đời, cầu mong cho cụ lơi chín suối yên giấc ngàn thu, phù hộ độ trì cho con cháu chắt nội ngoại mạnh khỏe bình an. Tôi đại diện cho cơ sở xóm xin phép gửi lời chia buồn đến gia đình tang quyến, sẻ chia nỗi mất mát lớn lao này của dòng họ tộc Nguyễn Phúc. Để thực hiện nghi lễ tôn giáo cho cụ, kính mời họ tộc động thống, kính mời. Nối tiếp chương trình, ban tổ chức trân trọng kính mời đoàn đại biểu nhà chùa và các tín đồ Phật tử chùa Khánh Sơn thôn Thanh Khiết trở về để tổ chức tuần nhập niệm. Xin trân trọng kính mời đoàn. Thank you.
triều thịnh chân ngôn cần đương trì tụng. Đà Phật tác đại chứng minh truyền thụ Bồ Đề tâm giới điệp Việt Nam quốc Nam Định tỉnh Giao Thủy huyện Giao Ý Yên xã Thanh Khiết Thôn Y Vũ Khanh Sơn Tử Cư Bình Ý Nịch Nhất Tâm Quy Ý Yêu Bà Chắc Ý Giới Nguyện Ý Viết Ý Chủng Ý Tự Phúc Ý Điền Thiệm Ý Tắc Ý Nam Ý Níu Ý Quy Đầu Thinh Giao Ý Tách Ý Ngà Tại Thâm Ý Âm Ý Tắc Ý Quá Ý Mạo Đầu Phản Ý Vọng Quy Chân Vô kim ngã rơi tam quy thể nguyện siêu phàm ly nhập thách chư ác mặc tắc chúng thiện phụng hành nghĩ đại giác quyển cư chân như bí quyết tư đương giới điệp truyền ý thụ pháp ý từ bội thủy thủy thân ý nịch kiếp giác ý trầm luân khổ ý thú siêu tăng đắc ý nộ cửu ý nhé nên ý bài thiệp ý dẫn đường ý duyên an dưỡng thường sinh di đà cảnh ý điệp hữu ý điệp cấp phó yêu bà Chắc kế giới để nguyện ý viết ý chủng ý tự phúc ý điền quê thư ý kỳ siêu niên thư ý nguyệt nhị thập cửu ý nhật ý chuyển thụ giới sư thần sa môn tự minh tâm thừa hành thuyền ý thuyền ý thụ bồ đề ý sắc ý và thế án ý kinh văn tích tại đồng về thuyền thụ bồ đề tâm giới điểm án kinh văn ý tích tí tại thiền đề đồng tử vi học bồ tát đạo cầu ý tu bồ tát pháp vi tiền vô ý thượng bồ đề tâm ý cố năng thành tựu nhất thiết tí công đức nan nhất thiết nhượng ý trừ nhất thiết tí ác nhập ứ vô ý rục giải thoát chi môn tắc ý án năng ý liễu trừ ý bồ tát hạnh phàm ý rục vi phát bồ đề tâm ý đường thụ ý giới đề tâm ý giới bản đàn ý kim ý vì thuyền ý thụ thứ lệnh cho tuấn ý phụng đắc kế chứng minh bồ đề kim ý cụ giới phát chữ hậu đệ nhất phát ý đại trí tâm ý cầu tu nhất tí thiết phật ý pháp đệ nhị phát ý bi tâm kiêu ý độ nhất tí thiết chúng ý sinh đệ tam phát ý nguyện tâm đoạn trừ nhất thiết chư ác ý chúng sinh vô biên thệ nguyện độ ý phiền não vô biên thệ nguyện đoạn pháp ý môn ý vô lượng thệ nguyện ý học Như Lai vô số thể nguyện ni sự người Phật đạo vô lượng thể nguyện ni thành sắc ý cụ như điền Phật đề pháp vi cấp vi Việt Nam quốc Nam Định tỉnh Giao Thủy huyện Giao Ý Yến xã Thanh Khiết Tôn Ý Vũ Khánh Ý Sơn Tử Bồi thụ trí ôi tâm ý sinh thoát đi ngưỡng chuyển đi chú thân ý tâm ý thờ phân ý minh điều ý tắc Nhất đi đắc vĩnh ý tâm vi nai cô ý để tế nãi chi thành Phật đi vĩnh vô ý thoát Quất cố điệp hữu điệp cấp ý phó yêu bà Chắc kê giới nguyện viết chủng tự phúc ý điền Chuẩn ý thử tuế thứ ý kỳ hợi Kỳ siêu ý niên tư ý nguyệt nhị thập cửu ý nhật Chuyển chủ giới sư thần sa môn tự minh tâm thừa hành Thượng lai sắc đẹp phu thiên sắc hiệp dâng tới vong linh tiền dùng bằng phó nô thiêu hoa Phật tổ phúc đẳng hà sa thoát khỏi hà sa xuất ni địa ngục tìm đi nam phúc chư Phật chứng minh dẫu ai chẳng có nghiệp chướng oan gia thác xuống kỷ phú quý ở đời của Phật đừng e lo sợ mất tiếc của trần gian Ê, có tiền có bạc chẳng có kỳ cầu Phật ấy có biết đâu năm chung cứu độ đội ơn trời Phật thưởng thọ kinh đăng khoa Đức Phật Di Đà về sau tiếp dẫn tụng kinh kỳ cầu phúc đẳng hà sa tụng kinh kỳ cầu trừ tà vây sát quế
tông kinh ghi cõi phú quý thọ khang tùng kinh ghi niệm mê a niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật. Ai Phật đán muốn cứu hồn kêu ai biết lúc sống làm người phải học kinh giáo kinh bỏ túi áo để mà đỡ thân đi xa về gần thiên thần ủng hộ. Nạp bản thiên chỉ ông thực Phật đổ về tay báo vai chàng phan thậm chứng vui vẻ dẫu ma tế nễ hồn mới được ngài quan âm thế chi tòa tiếp dẫn khai phổ nguyện đi trần nãi nam mô nam mô niên chỉ hải hội thần bồ tát ma tát nam mô niên chỉ hồi phật bồ tát ma tát nam mô niên chỉ hồi phật. Chương trình tuần tế nhập niệm của đoàn đại biểu nhà chùa và các tín đồ Phật tử chùa Khánh Sơn thôn Thanh Khiết đã hoàn thành. Trân trọng kính mời đoàn an tọa để gia đình nói lời cảm ơn và làm công tác chuẩn bị để tổ chức tuần cúng Phật cầu siêu. Nhận được tin báo buồn của gia đình tang quyến cụ Nguyễn Viết Trùng sinh năm 1927 là thế hệ thứ 11 dòng họ Nguyễn Phúc làng Thanh Khiết. Sau một thời gian cụ lâm trọng bệnh, mặc dù đã được các y bác sĩ, các con, các cháu họ hàng chăm sóc thuốc thang, song do tuổi cao, sức yếu, cụ không qua khỏi và đã chút hơi thở cuối cùng vào lúc 17 giờ 5 phút ngày 28 tháng 8 năm 2021, tức ngày 21 tháng 7 năm Tân Sửu, cụ hưởng thọ 95 tuổi. Than ôi, thế là từ nay và mãi mãi về sau cụ không còn nữa, các con, các cháu từ đây vắng bóng một người thân. Họ hàng, làng xóm, lòng bùi ngùi, tiếc thương vô hạn. Trước nỗi buồn thương này, nội tộc chúng tôi về đây trước linh sàng được chia sẻ nỗi mất mát lớn lao đến với gia đình tang quyến để tổ chức lễ phát tang cho các con, các cháu. Họ chúng tôi phát tang tại phòng tang theo nghi lễ thành phượng. Kính thưa các vị đại biểu tân quý khách, phần lễ phát tang của nội tộc chúng tôi đã hoàn tất. Xin trân trọng cảm ơn. Trước trân trọng kính mời đoàn đại biểu nhà chùa và các tín đồ Phật tử chùa Khánh Sơn thôn Thanh Khiết đi vào chương trình tuần cúng Phật cầu siêu. Xin trân trọng kính mời đoàn. Tiền hiếu chú tiểu vị nghệ tiền tuyên dương khai bạch thiệt dễ đàn chàng dễ đang chốc dĩ giao ra pháp nhà cả phụ trần này ai hương hoa như đâu thể cát sinh hoan hỷ cộng chứng viên thông nghiêm chỉnh y quan trượng thừa Phật đã được như này giáo ơi hoàn uy tổ để lòng thần chân ngôn cần đương chỉ tụng nam mô an hỷ tạng bồ tát ma tát nam mô an hỷ tạng bồ tát
phần ban hiếu chu kiện thành đinh lễ Phật ngũ ba. Pháp chú nhập ban thuyền thân đính đệ Phật ngũ bái. Pháp chú bình tọa. Kèn đồ kinh chư vật tí này nằm thủ đường tư vương y thành ở tỉnh. Nghi bằng pháp thủy quan giải đàn trang nhất tích tái tiệm thập phương cầu khiết cá vật sao tặng trùng hữu sai tịnh đà ná ni chấn ngôn cần đường chỉ tụng. Tịnh ba chú để tiền giá trị tái tịnh chấn ngôn. Địa Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Thánh Nương Địa Bồ Tát Ma Tát. Khung văn và chân văn thân do nhược cư không ổn lòng không đúng so thành tiêu có tiên tượng. Pháp thị quan sai đàn tráng nữ bi thanh hương phổ thân cũng hi à rằng. Di thử chư Phật huyền Phật giáng lâm di thử xăm mỗi tội diệt phúng sinh kỳ phúng bánh phúng kỳ di thử độ sinh. Chống sinh giải thoát giáo phùng thịnh chất ngôn cần đơn vì cần đương chỉ tụng thập phương chư Phật giáng đạo tràng hộ pháp long thiên giáng đạo tràng đồ tử hương hoa vô cùng vạn đồ tử trái luyện khổ cùng giáng bất xa từ bi tác chứng minh bất xa huy quang tác chứng minh nam mô vẫn lại cũng ông thờ phương tam bảo giữ Phật lễ tôn hộ pháp long thiên vô biên thánh chiết trị nhật kim thời bất xa từ bi quang sáng hướng duyên chứng minh công đức Sĩ kim mê yếu chủ kiện cụ ứng hoa đăng trà quả thực lỗ ứng phụng hiến. Đệ thủ ba gia phạm viên mãn tu la la thượng thừa Bồ Tát năng công đức nan tư nghi ngưỡng di tam bảo chư Phật thế tôn chứng minh công đức nam mô Phật Đà Gia. Nam mô Đạt Ma Già, Nam mô Tăng Già Già, Nam mô Đa Bảo Như Này, Nam mô Bảo Tăng Như Này, Nam mô Diệu Sắc Thân Như Này, Nam mô Ni Vô Úy Như Này, Nam mô Cam Lộ Vương Như Này, Nam mô A Di
Thính hiếu chú quỳ phụng sơ văn thành tâm mật đạo khề thủ thúc kiện đầu ngữ chúa kim thân trượng lục độc xưng tôn. Diệu như mãn nguyệt bạch hào quang giám sát bốn mùa kỳ đạo sơ ngạ. Kim thời khai thì yếu sơ sơ thuyền dưỡng hạnh đôi uy quang cung ri tử thính đường tuyên ở bạch nhau. Tân phùng như lai tần tuân phùng thích cả như lai di giáo đệ tử thành hoàng thành cùng bay bay thưởng ôn thuyền bề sướng y ngôn. Phụ đệ và tử quảng đại hoàng khai độ thế chi vốn đơn hồn túc thành viên chết chú trai chi lễ lục cầu giải thoát tu trượng từ quang viên hữu Việt Nam quốc Nam định tỉnh giao thủy huyện giao yên xã thành khiết tôn xóm một y vu tại gia sư cứ bụng vật thành yên cung rạng y thu thiên kinh lễ thỉnh nhị phật tuyên y kinh quy sơn nhập niệm cầu tiến đáp báo ơn sự kim thần. Hiếu hi chủ nguyện thế tạo nguyện thế kỳ nguyện ngọc kỳ khí nguyện ni ngọc kỳ văn ni tuyên ni nguyện ni văn ni tuyên hôn tử độ thị hoa lưu thị ngoạn lưu y thị huệ lưu y thị yến đê thị xuân ni nguyễn thị thịnh tôn nam ni nguyễn ni tiên ni hoa nguyễn ni tiên ni học kỳ nguyễn ngọc kỳ kiêm ni nguyễn ni thành đạt nguyễn ngọc kỳ sang ôn ý tôn ý nguyễn thị minh ý thúy nữ tôn nguyễn thị khuyên ý nguyễn ý thị xuyến nguyễn ý thị hương nguyễn thị huế nguyễn thị hào nguyễn ý thị cẩm mi giang nguyễn thị nhàn nguyễn ý thị thảo tế tôn ý phạm ý văn ý thượng trần ý quang ý tuyên quang ý thành ý triều ý đỗ thanh tùng ý phạm ý duy tân nê anh tài tằng tôn ni nguyễn ni gia ni ninh nguyễn ni bảo linh nguyễn ni tân ni phát ni phạm mỹ ngân ni khanh ni phạm minh đức ni trần ngọc khân ni đỗ quốc bảo trần ngọc ni thảo ninh ni quang ni thành ni đại ni phạm mỹ hiền ni đại phạm mỹ bảo ni trần ni nê ngọc ni ngân nê khanh đăng đồng dương môn quyến đẳng liên tọa phu giám vi thành bộc quỳ trinh tiến cô ý phụ ý nguyễn uy viết chủng tự phúc điền trần đính nguyễn mạnh sinh ừ đính mạo niên muội nguyệt nhật thời thủ sinh hưởng y thọ cứu thập y ngũ tuế tạ thế ư y tân sửu y niên thất y nguyệt nhị thập y nhất y nhật rậu bài thọ y trùng thiết y thiết niệm chân đình nhất chân niệm hóa tư đại quý công minh minh hồn tàn ư trường thiên liều liều bất bằng ư đại địa đắc siêu thăng do thị kim nguyệt cát tí nhật tu y thiết trai đàn chú viên nhi tán kỳ sở dĩ vang sinh bảo dương môn y cát canh cân cụ sở văn tấu thượng cung ri. Nam mô thập phương vô lượng thường trụ tam bảo chư vật chứng minh kim niên tòa. Nam mô đạo tràng giáo chủ bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật bạch niên tòa. Nam mô Tây Phương Cực Đẳng A Đằng Tôn Sư A Di Đà Phật bạch niên tòa. Tam giới thiên chúa tức vạn linh công đồng thanh đế ngọc bệ hạ. Nam mô đại thánh mục kiền liên tôn giả liên tọa. Nam mô địa tạng vương bồ tát đi ngọc bệ hạ. A na thiên tử thập điện minh vương ngọc điện hạ. Đương sơn thổ địa thập bát long thần chư tư chân tệ ngọc bệ hạ. Cung vọng hồng từ doãn kim sở tâu vượt nguyện từ bi vô lượng nân vẫn hữu tình quảng tế minh đồ sử chân ninh như thoát hoa hoàng rơi đình phù quyên thuộc tri bình sường phúc âm từ tôn khánh liêu miêu đệ phụ uy tiến thiên ni tổ nguyễn gia thiên tổ cao cao tổ khảo cao cao tổ thì thúc ba huynh đệ cô đi tỷ muội đẳng đẳng các chư chân linh đồng trường trai luân quần siêu thịnh canh đan thần hạ tình vô nhầm kích tiết bình định chi chi cần sơ thiên vận tân sửu niên thất nguyệt nhị thập nhị nhật thần đệ tử thành tâm bãi tâu hoàng thường nay văn sơ tiên bài cho cụ phú thiên sơ dâng nơi vong linh tiền dùng bằng có nô thiêu
nhà thành tạ lễ Phật cúc cung bái. Là Phật báo cáo với các cụ cùng gia đình tang quyến, giờ tuần cúng Phật cầu siêu cho chân linh cụ vong đã xong, giờ này các cụ thái não ta giãn ra hai bên để rước vong linh ra để nghe kinh thính pháp. Tinh quán đường triệu thập nhị niên, khâm sai tam tạng vãng tây thiên. Thầy ở cùng tớ đường chuồng ở non nước, đính kinh về cứu được oan khiên. Kinh này ưng phó tùy diện phụng kinh, con cháu đang án tái lễ tam bái. Thường thầm tâm y giả pháp hay thiên và nữ kiếm năn tao ngộ ngõ kim căn vân đồ chỉ nguyện giá như thay thân tử nghĩa. Nam mô bản sơ thích ca mâu ni Phật, Nam mô bản sơ thích ca mâu ni Phật, Nam mô bản sơ thích ca mâu ni Phật. Phục đệ như nay thì giáo quảng khai phương tiện chi môn vũ đế ương long triệu sám ma chi cần hệ trần ngưỡng khâu thanh hiền viện hữu Việt Nam quốc Nam định tình giao tùy huyện giao yên sai thanh khiết thôn xóm một ý vui gia sư cư bổng Phật thanh yên cung y rạng thu thiên kinh lễ thỉnh Phật tuyên ý kinh ý quý sơn nhập ý niệm cầu ý tiến đáp ơn sự kim thần hiếu ý chủ nguyện thế tạo nguyện ni thế kỷ nguyện ni ngọc kỳ ký nguyện ni ngọc về tuyên nguyện ngọc ký nguyện văn tuyên ôn ni từ độ thị hoa nguyễn lưu thị ngoạn lưu ý thị huệ lưu thị yến ni nê thị xuân ni nguyễn ni thị thịnh ý tôn nê ở nam nguyễn ni tiến hoa nguyễn tiến ni học kỳ nguyễn ni ngọc kỳ khiêm nguyễn ni thành đạt nguyễn ngọc kỳ sang ôn tôn ni nguyễn thị minh ni thuy nữ tôn nguyễn ni thị khuyên ni đề nguyễn thị xuyến nguyễn ni thị hương nguyễn thị huế nguyễn ni thị hào nguyễn ni thị cầm giang nguyễn ni thị nhàn nguyễn thị thảo ý, tế tôn ni phạm văn ni thường ni trần ni quang tuyên ý quang thành ý triều ý độ ý thanh ý tùng ý phạm duy tân ý nê anh tài tăng ý tôn ý nguyễn gia ý ninh ý nguyễn ý bảo ninh ý nguyễn tân ý phát ý phạm ý gân ý khánh ý phạm minh ý đức ý trần ý ngọc hân đội quốc ý báo trần ý ngọc thảo ý ninh ý quang ý thành ý đại phạm hiện đại phạm ý bảo ý trần ý nê ngọc ý ngân nê khanh ý đăng đồng dương bồn khuyên ư đăng liên tọa phu giám vi thành bục quỳ trinh ý tiên cố ý phụ ý nguyễn uy viết trung tự phúc ý điền chân đinh nguyện mạnh sinh ư đinh báo niên mội nguyệt nhật thời thủ sinh hưởng y thọ cứu y thập y ngũ y tuê tạ thế ư tân sửu y niên thất y nguyệt nhị thập nhất y nhật rậu bài thọ chung y kia thiết niệm chân đinh từ dòng chi kiếp đại chi kim sinh tam nghiệp ôn mê nục căn thung thứ tập ác vi đoạn thập tiện vóng hành sinh tiền đã hữu qua khen viu một hậu hình vô tội cứu bất bằng tiến bạt hà biên tầm luân do thị kim nguyệt cát tí nhật tăng hà tụng kinh thì đà vào quyển đính đế kim dung minh phúc tí siêu tăng đục trợ kim tắc chi trụng khất hoàng cấn cụ mặc biểu nhất hàm thành hoàng thành khùng khê thủ khâu thủ bách bái thượng tấu cung rê ê bạo thương ý nguy nga kim dung yểm ánh hội thập sư nhích tích tê quần cơ quả chứng tam kỳ âm khiêm kiều hữu cung vọng hồng từ doãn kim sở tấu vượt nguyện thù ý à. Ê ông từ doãn kim sở tấu vừa quyện thủ sám chân ninh đăng chứ ngồn vạn tội đốn tiêu nhất tâm ngẫu hộ không không nguyên thập địa chi hộ chung cánh nguyện trai chủ đồng tướng môn quyên đằng phong huế gia thế anh sương
Mẫu ý tu ngũ phúc chi chủ vĩnh hưởng tam đa chi khánh đản thần hạ tình vô nhâm kích tiết bình tĩnh chi chi cân ý biểu đi văn tuê thư ý tân ý xỉu niên thất đi nguyệt nề nhị thập ý nhị nhật thần đệ tử thành tâm bái tâu hoàng. Nay an biểu cho cụ phú tiên biểu dâng nói phong linh tiền dùng bằng võ nô thiêu kể đại tạ lễ Phật cúc cung bái. Tuần tụng kinh cầu siêu cho chân linh cổ vong đã xong. Giờ này con cháu đứng lên rước vong linh vào trong nhà. Cảm cao vong linh hồi ninh yên vị. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các quý vị đại biểu, tuần cúng Phật cầu siêu cho cụ vong đến đây đã được chu viên hoàn tất. Nhà chùa xin chân thành cảm ơn ban lễ tang, ban nhạc tang đã trợ giúp cho nhà chùa tuần cúng Phật cầu siêu cho cụ vong được thập phần viên mãn. Xin chân thành cảm ơn. Nối tiếp chương trình, ban tổ chức trân trọng kính mời đoàn đại biểu Hội Tín đồ Phật tử chùa Khánh Sơn thôn Thanh Khiết, đoàn có quan hệ phía cụ vong là hội viên trở về để tổ chức lễ kính viếng. Xin trân trọng kính mời. Phật tử chùa Khánh Sơn thôn Thanh Khiết, đoàn có quan hệ phía cụ vong là hội viên, đoàn sông Lưu Quang Huy làm trưởng đoàn. Nhận được tin cụ vong mạnh một năm chung, đoàn đại biểu về đây trước hết rằng cả tới gia đình tang quyến các con của cụ vong lời thăm hỏi chia buồn ân tình sâu sắc nhất và đoàn tổ chức. Mình trân trọng đề nghị các quý vị dành riêng một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu.
Ban tổ chức trân trọng kính mời con cháu và những người chịu tang cụ trở về nơi phòng tang để nội tộc chuẩn bị tổ chức tuần tế thành phượng. Hiện diện nơi phòng tang giờ này đoàn đại biểu nội tộc trở về để tổ chức tuần tế thành phượng. Sau đây xin trân trọng giới thiệu một vị đại biểu thay mặt cho đoàn nên duy trì chương trình. Xin trân trọng kính thưa ban tổ chức tang lễ, kính thưa các vị đại biểu tân quý khách. Trước khi tổ chức lễ thành phượng dẫn con cháu ra chịu tang trước nhang án tiền, xin mời con cả và năm vị trong họ rước ảnh chân dung của cụ ra trước nhang án tiền. Sau đây tuần lễ thành phượng dẫn con cháu ra chịu tang của họ chúng tôi xin phép được bắt đầu. Tự đập điện tiểu
giải quỷ. Đọc cao văn Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập mà tự do hạnh phúc, tuy tân thiếu điên thất nguyệt nhị nhất nam định tình giao thủy huyện giao yến xã thành khiết thôn hiếu chủ nguyễn thế tạo cam chiều cao vì cố phụ quyết nam nghi trần cha ơi đường đổ tuần ngâu sương xa mây phủ một màu tối tăm áo khăn con thâu để đập tớ vỏ trong mối rót cầm sao người chân mây nhẹ nhanh cha ơi bâng quân vắng bóng xa vời núi sông trao vui vui trốn non bồng cháu thương còn giọt chất chồng nỗi đau cha ơi nghĩa nặng tình châu hoa rời khỏi con xót đau cả bầy cha ơi cơm nặng áo dày mây trời đâu thể thầy được sao cha ơi chính chữ cụ nào năm canh sau khắc giữ sao cho tròn tháng ngày căn khăn phận con thương cha nhớ mẹ lòng tròn dài bầy cha ơi sầu đông ai gạt vơi đầy lấy chi báo đáp nghĩa dạy thân
con cháu núi trần gian. Cha ơi, bóng hạt non gà ung dung núi khuất ngàn bay. Án tiền cha những có hay, cháu con khăn áo trắng bầu cha ơi, ngậm ngùi dòng lệ tuôn rơi thấu lòng con cháu cha thời chứng chi. Cha ơi là cha Quyến xin chân thành cảm ơn đại biểu nội tộc đã trở về tổ chức tuần tế thành phường, trân trọng kính mời đoàn an tọa và làm công tác chuẩn bị để tổ chức lễ kính viếng và tuần tế phúng điện. Tạo đoàn về đây có đặt vòng hoa và đọc lễ kính viếng hương củ. Nối tiếp chương trình, trân trọng giới thiệu một vị đại biểu nên dâng hương kính viếng xin trân trọng. Diện đất phòng tang đoàn đại biểu chi hội hưu trí thanh tra sở nông nghiệp và phát triển nông thôn đoàn về đây đã đặt lễ trong tấm lễ của đoàn có tấm lễ đen. Nối tiếp chương trình, trân trọng giới thiệu một vị đại biểu đến dâng hương kính viếng xin trân trọng.
hiện diện lớp phòng tan giờ này đoàn đại biểu hội đồng học cấp 3 Xuân Thủy khóa 1973-1975, đoàn có quan hệ với ông bà Tạo Hoa, đoàn do Nguyễn Thanh Bình làm trưởng đoàn. Nhận được tin cụ vong ngày 1 năm chung, đoàn đại biểu về đây trước hết phỏng gửi tới gia đình tang quyến và ông bà Tạo Hoa lời thăm hỏi chia buồn ân tình sâu sắc nhất và đoàn tổ chức. Ban tin cào của mình trân trọng đề nghị các quý vị dành riêng một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Hiện diện lớp phòng tan là đại biểu hội đồng môn lớp quản trị kinh doanh khóa 10. Đoàn về đây đã đặt lễ kính viếng hồng cụ. Trong tấm lễ của đoàn có tấm lễ đen. Nối tiếp chương trình, trân trọng giới thiệu một vị đại biểu lên dâng hương kính viếng trân trọng. Diện lớp phòng tan giờ này đoàn đại biểu nội tộc và phái thân trở về để tổ chức lễ kính viếng và tuần tế phúng điện. Sau đây xin trân trọng giới thiệu một vị đại biểu thay mặt cho đoàn đến duy trì chương trình. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa các vị đại biểu tân quý khách giờ này có mặt tại Tăng Gia, thật là một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ. Trước nỗi buồn đau thương vô hạn này, nội tộc chúng tôi về đây xin được chia sẻ nỗi mất mát lớn lao đối với gia đình tang quyến. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời hai vị đại biểu, một vị đại biểu thay mặt cho Hà Nội, một vị đại biểu thay mặt cho phái thân lên dâng tấm lễ kính viếng. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời một vị đại biểu lên thắp hương trầm kính viếng. Xin trân trọng kính mời. Bằng tình cảm của mình, xin đề nghị các vị đại biểu trong đoàn dành riêng một phút mặc niệm cụ. Phút mặc niệm bắt đầu. Và sau đây tuần lễ phóng điện trả nghĩa cho cụ xin được bắt đầu. Tự đập hương an tiền.
khuôn thước
nuôi dạy con từng bước trưởng thành. Bao năm ấm mãi nhà tranh dựng xây gia thất tươi cảnh thắm hoa, sống ân ái hòa mình tập thế rộng lòng thương nghĩa bề tình sâu. Sớm mai chẳng quản mưa giông chưa hè, chẳng quản rát phóng chân, khuyên con cháu luôn thường giữ đạo nếp ở ăn trung hiếu thảo hiền, sớm ngày vui cảnh điển viên, chiều hôm buổi tối lần bàng chúng vui. Giờ xa cách ngâm ngùi bóng cả hết xuân trường bóng ngả về tây, xuống thuyền nhẹ gót chân bay. Chín năm tuổi hạc dài dày dặm xương, bước đi gần tròn đoán đường, từ quý sinh ký lẽ thường cũ ơi. Từ đây bóng bể chân trời, tìm đâu thấy bóng dáng người thân thương. Án tiền nơi điếu khói hương, bâng khuâng nỗi nhớ tình thương ngầm ngùi tha nỗi. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
tỉnh Nam Định, đoàn có quan hệ với ông bà Tạo trở về để tổ chức lễ kính viếng. Sau đoàn đại biểu thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Nam Định, là đoàn đại biểu. Thể diện lớp phòng tang sở đoàn đại biểu thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Nam Định, đoàn có quan hệ với ông bà Tạo, nhận được tin cụ vong mạnh một năm chung, đoàn đại biểu về đây trước hết hoàn gửi tới gia đình tang quyến và ông bà Tạo lời thăm hỏi chiếc buồn ân tình sâu sắc nhất và đoàn tổ chức lễ kính viếng. Mời tiếp chương trình trân trọng giới thiệu hai vị đại biểu đồng dâng hương và đặt vòng hoa kính viếng xin trân trọng kính mời. Diện lớp phòng tang sở là đại biểu hội hưu trí xóm 1, xóm 2, đoàn có quan hệ với ông bà Tạo Hoa, đoàn sông Niêu Công Tường nằm trưởng đoàn. Mở đầu chương trình lễ kính viếng, trân trọng giới thiệu hai vị đại biểu đồng dâng hương và dâng lễ kính viếng. Trong tấm lễ của đoàn có tấm lễ đen, xin trân trọng. Sở đoàn đại biểu họ Niêu Công và phái thân, đoàn có quan hệ phía tình cảm với cụ vong và ông bà Huệ Ký, đoàn sông Niêu Công ấy làm trưởng đoàn. Nhận được tin cụ vong mạnh một năm chung, đoàn đại biểu về đây trước hết hoàn gửi tới gia đình tang quyến lời sẻ chia nỗi mất mát đau thương của đoàn tổ chức. Để tổ nào thứ cụ chất trân trọng giới thiệu một vị đại biểu lên dâng hương kính viếng. Kính thưa quý vị đại biểu trong đoàn, thế là kể từ nay và mãi mãi về sau, cụ vong không còn nữa. Bằng tình cảm của mình, trân trọng đề nghị các quý vị dành riêng một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Đại diện lớp phòng ta sẽ là đại biểu đại diện con cháu họ Nguyễn Phúc ở Đắk Nông, Đắk Lắk, đoàn có quan hệ phía cụ vong, đoàn sông Nguyễn Văn Tâm làm trưởng đoàn. Nhận được tin cụ vong mạnh một năm chung, đoàn đại biểu về đây trước hết thường ngày tới gia đình tang quyến các con của cụ vong lời sẻ chia nỗi mất mát đau thương của đoàn tổ chức lễ kính viếng. Nối tiếp chương trình, trân trọng giới thiệu hai vị đại biểu đồng dâng hương và đặt vòng hoa kính viếng xin trân trọng kính mời. Diện lớp phòng tang sở này đoàn đại biểu thông gia và niên thông gia tại Thái Bình, Nam Định, đoàn sông Niêu Công tánh làm trưởng đoàn. Nhận được tin cụ vong mạnh một năm chung, đoàn đại biểu về đây trước hết hoàn gửi tới gia đình tang quyến các con của cụ vong lời thăm hỏi chia buồn ân tình sâu sắc nhất và đoàn tổ chức lễ kính viếng.
tề tiểu cho thân linh cụ vong là đại biểu chi bộ 1 và hội cựu chiến binh, đoàn có quan hệ với ông bà Tạo Hoa, đoàn do Nguyễn Văn Đoán làm trưởng đoàn. Nhận được tin cụ vong ngày 1 năm chung đoàn đại biểu về đây, trước hết phải tới gia đình Tăng Quyến và ông bà Tạo Hoa, nơi sẻ chia nỗi mất mát đau thương của đoàn tổ chức lễ kính viếng. Để tỏ lòng với cụ và tình cảm của mình, trân trọng đề nghị các quý vị dành riêng một phút mặc niệm bắt đầu. Diễn lớp phòng tan giờ này đoàn đại biểu cán bộ và nhân dân cơ sở xóm 1, đoàn do Nguyễn Văn Đình, xóm trưởng xóm 1 làm trưởng đoàn. Kính thưa các vị đại biểu trong đoàn, nhận được tin cụ Nguyễn Viết Chủng là công dân xóm 1 xã Dậu Yến, cụ sinh năm 1927. Thời gian vừa qua, cụ năm 7, mặc dù đã được các y bác sĩ và gia đình hết lòng chạy chữa, song do tuổi cao sức yếu cụ không qua khỏi, cụ chút hơi thở cuối cùng vào hồi 17 giờ 5 phút ngày 28 tháng 8 năm 2021, tức ngày 21 tháng 7 năm Tân Sửu, cụ hưởng thọ 90 năm tuổi. Nhận được tin báo buồn, đoàn đại biểu cán bộ nhân dân cơ sở xóm 1 về đây, trước hết cho đoàn gửi tới họ nội, họ ngoại, gia đình Tăng Quyến lời thăm hỏi, chia buồn, ân tình sâu sắc nhất và đoàn tổ chức lễ kính viếng. Nối tiếp chương trình, trân trọng giới thiệu một vị đại biểu lên dâng hương kính viếng. Nối tiếp chương trình, trân trọng giới thiệu một vị đại biểu nên đặt vòng hoa kính viếng, vòng hoa dòng chữ cán bộ và nhân dân cơ sở xóm 1 kính viếng xin trân trọng kính mời. Để tỏ lòng với thiết cụ bắt tình cảm của mình, trân trọng đề nghị các quý vị dành riêng một phút mặc niệm bắt đầu. Đại biểu chi hội phụ nữ xóm 1, đoàn có quan hệ với ông bà Hoa Tạo, đoàn do bà Trần Thị Hương làm trưởng đoàn. Nhận được tin cụ vong mạnh 1 năm chung, đoàn đại biểu về đây, trước hết phỏng tới gia đình Tăng Quyến phóng bà Hoa Tạo, nơi sẻ chia nỗi mất mát đau thương của đoàn tổ chức lễ kính viếng. Để tỏ lòng với thiết cụ, trân trọng đề nghị các quý vị dành riêng một phút mặc niệm bắt đầu. Tề tiểu cho tôn linh cụ vong đoàn đại biểu hội tình nghĩa khu Đông, đoàn có quan hệ với ông bà Hoa Tạo, đoàn sông Lưu Viết Nhất làm trưởng đoàn. Nhận được tin cụ vong mạnh 1 năm chung, đoàn đại biểu về đây, trước hết toàn tới gia đình Tăng Quyến và ông bà Hoa Tạo, nơi sẻ chia nỗi mất mát đau thương của đoàn tổ chức lễ kính viếng. Để tỏ lòng với thiết cụ, trân trọng đề nghị các quý vị dành riêng một phút mặc niệm bắt đầu. Hiện diện lớp phòng tan sở nào đại biểu chi hội người cao tuổi xóm 1, đoàn có quan hệ phía cụ vong là hội viên, đoàn sông Lưu Công Huy nằm trưởng đoàn.
Nhận được tin cụ vong mạnh một năm chung, đoàn đại biểu về đây trước hết thẳng tới gia đình tang quyến, các con của cụ vong, lời thăm hỏi chia buồn ân tình sâu sắc nhất, và đoàn tổ chức lễ kính viếng mở đầu chương trình lễ kính viếng trân trọng giới thiệu hai vị đại biểu đồng dâng hương và dâng lễ kính viếng xin trân trọng kính mời. Để thuận lợi với quý cụ, trân trọng đề nghị các quý vị dành riêng một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Điều Đỗ Tộc xóm 1 xã Giao Yến, đoàn có quan hệ với ông bà Tạo Hoa, đoàn sông Đỗ Trọng Huyền làm trưởng đoàn. Nhận được tin cụ vong mạnh một năm chung, đoàn đại biểu về đây trước hết thẳng tới gia đình tang quyến của ông bà Tạo Hoa, lời thăm hỏi chia buồn ân tình sâu sắc nhất, và đoàn tổ chức lễ kính viếng. Để tổ nào với thức cụ, trân trọng đề nghị các quý vị dành riêng một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Hiện diện lớp phòng tan dần là đại biểu Hội đồng học khóa 1969-1972, đoàn có quan hệ phiếu bà Tạo Hoa, đoàn sông Mai Đức Hinh nằm trưởng đoàn. Nhận được tin cụ vong mạnh một năm chung, đoàn đại biểu về đây trước hết thoảng tới gia đình tăng quyến phóng bà Tạo Hoa, lời thăm hỏi chia buồn ân tình sâu sắc nhất, và đoàn tổ chức lễ kính viếng. Để tổ nào với quý cụ, trân trọng đề nghị các quý vị dành riêng một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Tề tiểu cho thân linh cụ vong, đoàn đại biểu Đào Tộc, đoàn có quan hệ phía là họ ngoại của cụ vong, đoàn sông Đào Văn Lộc làm trưởng đoàn. Nhận được tin cụ vong mạnh một năm chung, đoàn đại biểu về đây trước hết phẳng gửi tới gia đình tang quyến, các con của cụ vong, lời thăm hỏi chia buồn ân tình sâu sắc nhất, và đoàn tổ chức lễ kính viếng. Cụ trân trọng đề nghị các quý vị dành riêng một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Hiện diện lớp phòng tan giờ này, đoàn đại biểu hội bạn học, đoàn có quan hệ phiếu bà Kỳ Ngoãn, đoàn sông Nguyễn Văn Vinh nằm trưởng đoàn. Nhận được tin cụ vong mạnh một năm chung, đoàn đại biểu về đây trước hết thẳng tới gia đình tang quyến phóng bà Kỳ Ngoãn, lời thăm hỏi chia buồn ân tình sâu sắc nhất, và đoàn tổ chức lễ kính viếng. Để tổ nào với thế cụ, bắt tình cảm của mình, trân trọng đề nghị các quý vị dành riêng một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Diện chức nhân tiền sơn này đoàn đại biểu họ Lưu Viết, xã Giao Yến, Giao Tân, Giao Phong, đoàn có quan hệ phiếu bà Kỳ Ngoãn, đoàn sông Lưu Viết Thúy làm trưởng đoàn.
Nhận được tin cụ vong ngày 1 năm chung đoàn đại biểu về đây, trước hết thoảng người tới gia đình Tăng Khuyến và ông bà Kỳ Ngoãn, lời thăm hỏi chia buồn ân tình sâu sắc nhất và đoàn tổ chức nơi kinh phiếng. Thưa quý vị, cụ trân trọng đề nghị các quý vị dành riêng một phút mặc niệm bắt đầu. Hiện diện lớp phòng tang dần nào đại biểu. Anh chị và các cháu đoàn có quan hệ với ông bà Kỳ Ngoãn, đoàn sông Niu Viết Thuần làm trưởng đoàn. Nhận được tin cụ vong ngày 1 năm chung đoàn đại biểu về đây, trước hết người tới gia đình Tăng Khuyến và ông bà Kỳ Ngoãn, lời sẻ chia nỗi mất mát đau thương của đoàn tổ chức lễ kính viếng. Mở đầu chương trình lễ kính viếng trân trọng giới thiệu một vị đại biểu lên tiến lễ, xin trân trọng kính mời. Nối tiếp chương trình, trân trọng giới thiệu hai vị đại biểu đồng dương hương và đặt vòng hoa kính viếng xin trân trọng. Để tôi nói với quý cụ, trân trọng đề nghị các quý vị dành riêng một phút mặc niệm bắt đầu. Hiện diện cho nhan tiền giờ này đoàn đại biểu bà con khu xóm, đại diện bà con khu xóm xã Nam Bình, huyện Đắk Song, Đắk Nông, đoàn có quan hệ với ông bà Kỳ Ngoãn. Nhận được tin cụ vong mạnh 1 năm chung đoàn đại biểu về đây, trước hết ngỏ tới gia đình Tăng Khuyến phóng bà Kỳ Ngoãn, nơi sẻ chia nỗi mất mát đau thương của đoàn tổ chức lễ kính viếng. Trân trọng giới thiệu hai vị đại biểu đồng dương hương và đặt vòng hoa kính viếng xin trân trọng kính mời. Để tỏ lòng thiết thức cụ trân trọng đề nghị các quý vị dành riêng một phút mặc niệm bắt đầu. Hiện diện lớp phòng tan dần là đại biểu xóm nội thân quốc lộ 37B, đoàn có quan hệ với ông bà Tạo Hoa, đoàn sông Lưu Văn Ngư nằm trưởng đoàn. Nhận được tin cụ vong ngày 1 năm chung đoàn đại biểu về đây, trước hết phòng người tới gia đình Tăng Khuyến và ông bà Tạo Hoa, lời thăm hỏi chia buồn ân tình sâu sắc nhất và đoàn tổ chức lễ kính viếng. Đoàn thế là kể từ nay và mãi mãi về sau, cụ vong không còn nữa, bằng tình cảm của mình trân trọng đề nghị các quý vị dành riêng một phút mặc niệm các bạn. Hiện diện trước nhan tiền giờ là đại biểu hội đồng môn khóa 1973-1976, đoàn có quan hệ với ông bà Tạo Hoa, đoàn sông Trần Văn Vượng nằm trưởng đoàn. Nhận được tin cụ vong ngày 1 năm chung đoàn đại biểu về đây, trước hết thoảng tới gia đình Tăng Khuyến phóng bà Tạo Hoa, lời thăm hỏi chia buồn ân tình sâu sắc nhất và đoàn tổ chức lễ kính viếng. Kính thưa
các vị đại biểu trong đoàn, thế là kể từ nay và mãi mãi về sau, cụ Vong không còn nữa. Và tình cảm của mình trân trọng đề nghị các quý vị dành riêng phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Hiện diện trước nhãn tiền là đại biểu anh em đoàn có quan hệ với ông bà Huệ Ký. Nhận được tin cụ Vong mạnh một năm chung, đoàn đại biểu về đây trước hết mọi người tới gia đình Tăng Quyến và ông bà Huệ Ký lời thăm hỏi chia buồn ân tình sâu sắc nhất, và đoàn tổ chức lễ kính viếng mở đầu chương trình lễ kính viếng trân trọng giới thiệu hai vị đại biểu đồng dâng hương và dâng lễ kính viếng. Xin trân trọng kính mời. Diện trước nhân tiền rồi là đại biểu các cháu con cậu con đì phía họ ngoại của cụ Vong, đoàn sông Trần Văn Hoán làm trưởng đoàn. Nhận được tin cụ Vong mạnh một năm chung, đoàn đại biểu về đây trước hết cho người tới gia đình Tăng Quyến các con của cụ Vong lời thăm hỏi chia buồn ân tình sâu sắc nhất, và đoàn tổ chức lễ kính viếng. Cụ trân trọng đề nghị mỗi vị đại biểu vái cụ hai vái. Xin trân trọng kính mời. Thể diện cho nhân tiền rồi là đoàn đại biểu con cháu của cụ Vong. Nhận được tin cụ Vong mạnh một năm chung, đoàn đại biểu về đây trước hết thoảng tới gia đình Tăng Quyến các con của cụ Vong lời thăm hỏi chia buồn ân tình sâu sắc nhất, và đoàn tổ chức lễ kính viếng. Chỉnh trân trọng giới thiệu một vị đại biểu lên dâng hương kính viếng. Xin trân trọng kính mời. Cụ trân trọng đề nghị mỗi vị đại biểu vái cụ hai vái. Xin trân trọng kính mời. Ah!
trăm điều. Trời đâu thể
thương trái lòng sông dãy dầu đông ai cả vui đầy mấy chi bao đắp toàn thể nhân dân vị hiếu nhi nai giờ này có mặt tại tang gia. Kính thưa họ nội, họ ngoại cùng gia đình tang quyến thì bỗng nhận được tin báo buồn. Cụ Nguyễn Viết Chủng là công dân xóm 1 xã Dơ Yến, cụ sinh năm 1927. Thời gian vừa qua,
cụ lâm bệnh, mặc dù đã được các y bác sĩ và gia đình hết lòng chạy chữa, song do tuổi cao sức yếu cụ đã không qua khỏi. Cụ chút hơi thở cuối cùng vào hồi 17 giờ 5 phút ngày 28 tháng 8 năm 2021, tức ngày 21 tháng 7 năm Tân Sửu, cụ hưởng thọ 90 năm tuổi. Nhận được tin báo buồn, đoàn đại biểu chúng tôi cùng các ông bà trong ban chấp hành đảng bộ, thường trực hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc xã, các ban ngành đoàn thể trong xã, cán bộ nhân dân cơ sở xóm 1, xóm 2 về đây, trước hết cho họ đoàn gửi tới họ nội, họ ngoại, gia đình Tăng Quyến lời thăm hỏi chia buồn ân tình sâu sắc nhất và đoàn tổ chức lễ kính viếng. Để mở đầu chương trình lễ kính viếng, trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Tư, đảng ủy viên, phó chủ tịch ủy ban nhân xã nên thắp tuần hương kính viếng, xin trân trọng kính mời. Nối tiếp chương trình, trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Ngọc Khóa, thường vụ đảng ủy, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc xã, nên đặt vòng hoa kính viếng, vòng hoa dòng chữ đảng chính quân dân xã Dậu Yến kính viếng, xin trân trọng kính mời. Nối tiếp chương trình, trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Mại, đảng ủy viên, bí thư đoàn xã nên đọc điếu văn kính viếng, xin trân trọng kính mời. Kính thưa các vị đại biểu tân quý khách, các vị đại biểu trong đoàn cùng toàn thể nhân dân vị hiếu như nay giờ này có mặt tại tang gia. Kính thưa họ nội, họ ngoại cùng gia đình Tang Quyến, thưa hương hồn cụ Nguyễn Viết Trùng. Cụ Nguyễn Viết Trùng sinh năm 1927, là công dân thuộc cơ sở xóm 1 xã Dậu Yến. Trong thời gian vừa qua, cụ lâm bệnh, mặc dù đã được gia đình họ hàng và khu xóm cùng các y bác sĩ tận tình chăm sóc cứu chữa, song do tuổi cao sức yếu bệnh nặng, cụ đã không qua khỏi. Cụ đã chút hơi thở cuối cùng vào hồi 17 giờ 5 phút ngày 28 tháng 8 năm 2021, tức là ngày 21 tháng 7 năm Tân Sửu, cụ hưởng thọ 90 năm tuổi. Kính thưa các quý vị biểu cùng toàn thể nhân dân, cụ Nguyễn Viết Trùng sinh ra lớn lên trưởng thành trên quê hương xã Dậu Yến, một miền quê với bề dày truyền thống cách mạng, luôn đi đầu trong các cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thuở nhỏ sống dưới chế độ thực dân phong kiến, cụ đã chứng kiến bao cảnh cực khổ nằm than của người dân nô lệ. Bản thân cụ và gia đình luôn phải bươn chải tần tảo sớm khuya để vượt qua cảnh đói nghèo, một lòng một dạ hướng về Đảng, về cách mạng. Cách mạng tháng 8 thành công, Đảng đã đem lại cuộc sống mới cho nhân dân. Cuộc sống của gia đình cụ cũng được đổi thay từ đây. Cụ luôn chịu khó học hỏi và tham gia các tổ chức đoàn hội tại địa phương. Đến tuổi trưởng thành, cụ tham gia vào đội dân quân và làm trung đội trưởng trung đội dân quân và làm đội trưởng đội sản xuất nông nghiệp. Rồi cụ xây dựng cuộc sống gia đình và tích cực tham gia lao động sản xuất, góp công, góp sức cùng chung tay xây dựng quê hương và nuôi dạy các con của cụ khôn lớn trưởng thành. Trong những năm kháng chiến ác liệt, cụ đã động viên các con, các cháu của cụ tình nguyện xung phong lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Với cụ, cả cuộc đời tần tảo sớm khuya, cụ luôn tin tưởng vào chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước cũng như mọi quy chế của địa phương. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cụ vẫn sống cần cù, thủy chung chan hòa, giản dị, ai cũng kính trọng yêu thương. Trong gia đình, cụ là một người cha, người ông, người cụ nhất mực yêu thương, luôn khuyên bảo cháu con sống vẹn toàn theo đạo nghĩa gia phong. Cụ mất đi là một tổn thất lớn đối với gia đình họ Mạc. Các con mất đi người hòa kính trọng bao độ lượng, các cháu mất đi người ông người cụ vui tính yêu thương. Không phụ công sinh thành dưỡng dục của cụ, các con trai đâu gái để cùng các cháu đã phấn đấu vươn lên trên mọi lĩnh vực lao động sản xuất và công tác. Có những người con người cháu của cụ đã phấn đấu vươn lên trở thành những người cán bộ đảng viên, hiện đang đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình cho sự nghiệp xây dựng quê hương và đất nước. Với họ hàng đoàn hội, cụ là một thành viên tích cực. Với xóm với làng, cụ là một công dân đôn hậu đảm đang đã có nhiều đóng góp xây dựng quê hương. Cụ thiết tưởng mình sẽ sống thọ trường đến tuổi 70 để cùng với cháu con tận hưởng những sự đổi thay của quê hương đất nước đang từng ngày đổi mới. Nhưng cụ ơi, lẽ tử sinh là quy luật đạo hóa ở đời, 90 năm tuổi cũng thanh thản lòng mình về với cõi vĩnh hằng với tổ tiên xưa, để giờ đây cháu con họ hàng nội ngoại cùng xu xóm lòng bùi ngùi lưu luyến tiến đưa.
chắc giờ này cũng yên lòng về nơi chín suối vì đã hoàn thành nghĩa vụ của một công dân. Thôi, thế là kể từ nay và mãi mãi về sau, địa phương mất đi một công dân tích cực, khu xóm họ hàng mãi vắng bóng một người thân, gia đình mất đi một người thân yêu quý. Chúng tôi, đoàn đại biểu thay mặt cho đảng chính quân dân trong xã, ban tang lễ của địa phương cùng với cán bộ nhân dân cơ sở, xóm 1, xóm 2, những người đã cùng với cụ chung tay xây dựng quê hương tề tựu về đây, vĩnh biệt cụ mà lòng tiếc thương vô hạn, xin được sẻ chia nỗi mất mát đau thương cùng với tang gia. Đã đến giờ đôi ngả, chia ni âm dương cách biệt, trước nhang án tiền lòng thành thắp một tuần hương với vài lời văn điếu, chúc cụ về với cõi vĩnh hằng yên giấc ngàn thu tha nôi. Các vị đại biểu trong đoàn, cả cuộc đời cụ Nguyễn Viết Chủng luôn tin tưởng vào đường lối chủ trương của Đảng, thực hiện tốt chính sách pháp luật của nhà nước cũng như mọi quy chế của địa phương. Cụ đã không còn nữa, đã mai đã đi yên giấc ngàn thu với tổ tiên xưa. Bằng tình cảm của mình, trân trọng đề nghị các quý vị dành riêng một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Thôi, chương trình lễ kính viếng của đoàn đã hoàn thành. Thay mặt cho ban tổ chức tang lễ của địa phương, xin chân thành cảm ơn họ nội, họ ngoại, gia đình tang quyến và ban nhà tang đã giúp đỡ đoàn hoàn thành chương trình lễ kính viếng. Và sau đây, thay mặt cho ban tổ chức tang lễ của địa phương, tôi trịnh trọng tuyên bố giờ cử hành lễ an táng cụ Nguyễn Viết Chủng về nơi an nghỉ cuối cùng bắt đầu. Trong tất cả chúng sanh
bậc nào toàn hiếu đức thành Phật tiên. Cha con bơ vơ biết đi về đâu, con gục đầu chỉ thấy đêm đen, con gục đầu chỉ thấy đêm đen. Cha ơi cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Cha ơi sao bỏ con. Bỗng một ngày trong căn nhà trống vắng, bỗng một ngày cha tôi lìa căn nhà này, cha đi vào lòng đất sâu, con ngậm ngùi khóc cha nhìn cha, con ngậm ngùi nhìn bóng cha đi, đôi giọng lệ tuôn mãi không ngơi. Cha ơi cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Thank you.
một ngày khăn tang che dấu mặt người. Cha ơi, giọt lệ ướt mi, con ngồi nhìn lá rơi mùa thu. Con chẳng còn những tiếng ru sương, nay chỉ còn vành trắng khăn tang. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, để đời con chẳng kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha.